Myanmar. Trận đấu trong khuôn khổ bảng A của môn bóng chuyền nữ. Đây là trận đấu mà chắc chắn là đội tuyển nữ Thái Lan được đánh giá cao hơn so với đội tuyển nữ Myanmar. Đây là trận đấu thứ hai của hai đội bóng này. Ở trong lượt trận đấu đầu tiên thì Thái Lan đã vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 một cách rất dễ dàng. Trong khi đó thì Myanmar đã để thua trước Malaysia với tỷ số 0-3. Và như chúng tôi dự đoán, nếu không có gì quá bất ngờ hoặc quá lỏng tay thì các tuyển thủ nữ Thái Lan sẽ vượt qua đội tuyển nữ Myanmar trong vòng 3 set. Đó là dự đoán của chúng tôi. Bảng A của bóng chuyền nữ gồm có Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Malaysia. Bảng B thì đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta đã cũng có sự khởi đầu rất tốt khi đã vượt qua Singapore với tỷ số 3-0. Ở bảng B có sự xuất hiện của Việt Nam, Campuchia, Philippines và Singapore. Điểm số đầu tiên thuộc về nữ Myanmar. Myanmar đã có được điểm số đầu tiên. Điểm số được cân bằng là 1-1. Và ghi điểm ở biên 4. Đó là pha ghi điểm của Subhacha. Trọng tài xác định bóng đi ra ngoài và không chạm vào tay chắn của Myanmar. 2-1 cho Myanmar. Vẫn tiếp tục là một tình huống tấn công ở biên 4. Điểm số được cân bằng là 2-2. Tại bảng A vào lúc này, Thái Lan, Indonesia và Malaysia đều có được 3 điểm. Trong khi đó thì Myanmar chưa có được điểm nào. Thái Lan vừa là dẫn trước 3-2 với một vị trí tấn công ở biên 2. Và bắt bước một không tốt. 4-2 cho Thái Lan. Đây là huấn luyện viên của Myanmar, ông Kyo Song Aung. Pha tấn công nhanh ở vị trí số 3 nhưng không thành công của Myanmar. Và sau đó là số 11 của Thái Lan đã ghi điểm ở vị trí biên 4. Pha ghi điểm của Darin. 5-2 cho Thái Lan. Nhưng sau đó là pha phát bóng không tốt. Pha phát bóng không tốt của Thạc Đào.
6-3 cho Thái Lan. Như vậy là Myanmar khiếu nại là bóng đã chạm chắn. Như vậy là đúng là bóng đã chạm chắn. Điểm số cho Myanmar trong tình huống này. Họ thu hẹp xuống khoảng cách còn một điểm với Thái Lan, 4-5. Sáu bốn cho Thái Lan. Và bắt mưa một hơi sâu một chút, nhưng vẫn có một tình huống chuyền hái tốt của số 23 bên phía Thái Lan. Pha chuyền hai của Silema. Pha đánh hai chuyền, đánh hai chuyền của Myanmar nhưng không thành công. Và Thái Lan tiếp tục ghi điểm, 7-4. Trước một đối thủ như thế này thì dĩ nhiên Thái Lan không cần phải tung ra lực lượng mạnh nhất. Tám bốn cho Thái Lan. Và chuyền bóng sau đầu và một tình huống tấn công từ sau vạch 3m thành công của Thái Lan. Tại bảng B, Việt Nam của chúng ta cũng đã vượt qua Singapore trong một trận đấu dễ dàng với tỷ số 3-0. Đó là trận đấu mà chúng ta cũng không ra sân với đội hình mạnh nhất, khi mà Trần Thị Thanh Thúy mãi tới gần những thời điểm cuối cùng mới được huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thu vào sân. Đó là trận đấu mà cũng có sự cổ vũ của các cổ động viên Việt Nam, trong đó có một cổ động viên khá đặc biệt, đó là ca sĩ Hòa Minh Di. Những tình huống vẫn chưa thể dứt điểm của cả hai bên. Tấn công từ hàng sau, nhưng pha đánh từ sau vạch 3m đã đi ra ngoài. Điểm số tiếp tục được nâng lên cho Thái Lan, 9-4. Cầu thang điểm của Thái Lan vẫn chưa dừng lại. Một tình huống phát bóng ra ngoài. Và phát bóng ra ngoài của Thanacha. Vẫn còn. Tiếp tục là cú đập nữa. Và ghi điểm của Đào Hình ở viên 4. Một tình huống chuyển dài ra vị trí viên 4.
Bóng đã chạm lưới nhưng vẫn sang phần sân của Myanmar và bám chắn tốt. 12 năm cho Thái Lan. Pha bám chắn tốt của số 18 bên phía Thái Lan, Kazacharabon. Phát bóng ra ngoài. Đổi vào điểm cho Myanmar 62. Tiếp tục là tình huống ghi điểm của Thái Lan. Pha ghi điểm của Kacharabon. Mười ba sáu. Mười bốn sáu cho Thái Lan. Và tấn công từ hàng sau. Mười lăm sáu cho Thái Lan. Chúng ta có thể thấy được sự chênh lệch kể cả khi mà Thái Lan không tung ra đội hình mạnh nhất. 16-6. Điểm số vẫn đang tiếp tục tăng. Cầu tăng điểm của Thái Lan vẫn chưa dừng lại. 17-6. Mười tám sáu cho Thái Lan. Dù có những sự điều chỉnh của huấn luyện viên bên phía Myanmar nhưng cũng sẽ rất khó cho đội này. Nhưng mà họ gặp đối thủ rất mạnh. Mười chín sáu cho Thái Lan. Mười
26 cho Thái Lan. Rất dễ dàng cho Thái Lan ở trong trận đấu này như chúng tôi dự đoán, kể cả họ tung đối hình phụ. Bắt bước một không tốt. Hai mốt sáu. Điểm số được nâng lên là 2-2-7 cho Thái Lan. Bóng đã chạm chắn của Myanmar. Tình huống phát bóng tấn công đi ra ngoài sân. Nhưng ngay sau đó lại cũng có một tình huống phát bóng không tốt. 2-3-8. Đối với Thái Lan họ có thể làm tay trong những tình huống phát bóng, nhưng với Myanmar thì họ nên hạn chế trước một đối thủ mạnh như thế này. Không thành công. Set point cho Thái Lan. Và tấn công từ hàng sau tiếp tục ghi điểm của Thái Lan. 25-8. Không quá khó khăn để cho Thái Lan giành chiến thắng ở trong trận đấu đầu tiên. Thái Lan đã vượt qua Myanmar với điểm số 25-8 ở trong trận đấu đầu tiên. Đội bóng chuyên nam của chúng ta đã có được tấm huy chương đồng sau khi đánh bại Thái Lan. Đó là một tấm huy chương đồng chấp nhận được của bóng chuyền nam Việt Nam, dù rằng chúng ta đã không đổi được màu huy chương, thậm chí còn sụt đi khi mà năm ngoái chúng ta có được tấm huy chương bạc, năm nay là tấm huy chương đồng. Nhưng dù sao thì việc vượt qua Thái Lan ở trong trận tranh huy chương đồng cũng đã là một điều khích lệ đối với các tuyển thủ bóng chuyền nam của chúng ta. Còn ở nội dung bóng chuyền nữ, chúng ta cùng hy vọng là Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội của cô sẽ đổi màu được huy chương từ bạc sang vàng. Nhưng có thể nói thách thức rất lớn tới từ đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Chúng ta hy vọng là với bệ phóng ở giải câu lạc bộ châu Á vừa rồi, chúng ta có thể có được thêm sự tự tin để đối đầu với đối thủ rất mạnh này. Chúng ta hãy cùng đến với set đấu thứ hai. Bóng chạm chắn của Myanmar và tỷ số được nâng lên là 2-0. Lần này là điểm số đầu tiên cho Myanmar.
Bóng đã chạm chắn của Thái Lan ở tình huống này. Chắn bóng tốt, pha bám chắn đôi hiệu quả của Thái Lan. 3-1. Tiếp tục là một tình huống chắn tốt của Thái Lan. 4-1. Năm hai cho Thái Lan. Các cổ động viên vẫn đang cổ vũ dù rằng thế trận một chiều diễn ra. Quả đá hơi với nhưng vẫn có một tình huống mỏ nhỏ. Bảy hai cho Thái Lan. Vẫn còn. Cho bàn xác định điểm số cho Thái Lan. Như vậy là cú đánh đá trúng vào cột đăng thèn. Tám hai cho Thái Lan. Một pha đập tốt, pha tấn công tốt ở biên 4 của Myanmar. Đó là tình huống dứt điểm thực sự tốt. Pha đập xuyên chắn của vận động viên Myanmar. Đổi vào điểm cho Myanmar. 3-8. Cầu lên điểm của Thái Lan đã bị ngắt. Pha tấn công nhanh ở vị trí số 3. Theo ghi điểm của Wimborat. Ngay sau đó là phát bóng ra ngoài. Đối đầu với một đối thủ yếu hơn. Những sai số trong việc phát bóng của các nữ tuyển thủ Thái Lan cũng xuất hiện nhiều hơn. Đánh hai chuyền.
Pha ghi điểm của Sirima. Người 4 cho Thái Lan. Tiếp tục là tình huống ghi điểm nữa của Thái Lan. Và tấn công từ sau vạch 3m của Thái Lan. 11-4. Bóng đi ra ngoài với cú đập ở vị trí số 4 của Myanmar. Đó là pha đánh bóng ra ngoài của Nanda. Nanda không qua được hàng chắn của Thái Lan. Tiếp tục là tình huống ghi điểm của Thái Lan nữa. Đó là pha ghi điểm của Wimorat. Myanmar xin hội ý. Đây là các tuyển thủ bóng chuyền nam của Myanmar. Warisara sẽ là người thực hiện cú phát bóng. Pha đánh lỗi và là không tốt, và một cú đánh lỗi của số 11 bên phía Myanmar. Mười bốn bốn. Bóng vẫn sang phần sân của Myanmar. 15-4. Cách biệt vẫn rất lớn. Dễ dàng ghi điểm. Của Acharabon, một trong những tên rất đáng chú ý của bóng chuyền Thái Lan. Bắt được một không tốt. 18-4. Cầu lên điểm liên tục của Thái Lan. Phát bóng không qua lưới. Đổi vào điểm cho Myanmar. 5-18. Okay, we'll see you later.
Bóng đi ra ngoài. Mười chín năm cho Thái Lan. Pha bắt bước một không tốt, vẫn cứu được trong tình huống vừa rồi. Và cú đánh hai chuyền. Hai mươi năm cho Thái Lan rồi. Đây đúng là một buổi tập của các vận động viên Thái Lan. Những tình huống tập phát bóng. Như vậy là Cherabon đã đi ra ngoài. Nhưng chỉ tập để làm nóng người thôi. Và tấn công ở vị trí số 3, 21-6 cho Thái Lan. Một tình huống tấn công ở biên 4. Hai hai sáu cho Thái Lan. Bắt bước một không tốt sang phần sân của Thái Lan. Và tình huống tấn công từ sau vạch 3m tiếp tục là ghi điểm. 23-6. Bóng chuyền ở Thái Lan vào lúc này đã có những tầng lớp kế cận. Trước đó thế hệ vàng với những tuyển thủ như là Plumit, Husala, rồi Onuma, Malika và Hiafa, Wana và Willavan. Đó là thế hệ vàng của bóng chuyền nữ Thái Lan. Thế hệ vàng đã từng không ít lần đá giải nghệ ở giải đấu năm ngoái. Chúng ta có thể thấy những cái tên như là Nusara rồi Onuma, những cái tên đã sang Việt Nam thi đấu trong quãng thời gian gần đây. Nusara đã chơi rất hay trong trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam của chúng ta và câu lạc bộ Diamond Foot trận chung kết. Chúng ta chuyển hai và những cú đánh hai chuyền có thể nói là rất tốt. Set point cho Thái Lan 24-7.
Đã có tình huống lỗi của Thái Lan. Pha phát bóng đã dẫm vào vạch của số 11. Và cùng xem lại tiếng này. Chính xác là như vậy. Tình huống phát bóng dẫm vạch của số 11 bên phía Thái Lan. Và điểm cho Myanmar. Và phát bóng dẫn vạch của Wancharia vẫn cứu được. Thalacha đã kết thúc set đấu này. Và chuyền bóng sau đầu tốt. Và sau đó là số 21 của đã dứt điểm. Thái Lan đã vượt qua Myanmar ở cả hai set cùng với điểm số là 258 và 258. Chúng ta cùng đến với set đấu thứ ba. Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan và đội tuyển bóng chuyền nữ Myanmar. Trận đấu trong khuôn khổ bảng A của bóng chuyền nữ SEA Games. Thái Lan đã vượt qua Myanmar ở trong hai set đấu vừa rồi cùng với tỷ số là 25-8. Với thực lực của bóng chuyền nữ Thái Lan thì không có gì bất ngờ như chúng tôi đã dự đoán. Và họ sẽ kết thúc trận đấu này trong 3 set. Nếu như ở set đấu này mà Thái Lan có thể giành chiến thắng trước Myanmar với tỷ số 25-8 tiếp thì họ sẽ lập lại một thành tích giống y như trận đấu giữa Philippines và Campuchia. Trận đấu ở bảng B khi mà Philippines đã vượt qua Campuchia 3 set cùng với tỷ số là 25-5. Bóng đi ra ngoài. Pha đập chắn và đi ra ngoài. 2-1 cho Thái Lan. Pha bắt bước 1 không tốt. Có thiếu được không? Vẫn còn. Vẫn được sang phần sân của Thái Lan. Nhưng không thể cứu được với cú đập này. Đó là pha ghi điểm của Warisara. 3-1. Cho Thái Lan. Phát bóng không qua lưới. Ngày hôm nay thì Thái Lan phát bóng hỏng khá nhiều. Mặc dù vậy điều này không ảnh hưởng tới kết quả bởi vì thực sự là Thái Lan quá vượt trội so với đối thủ của họ.
5-2 cho Thái Lan. Bóng đã chạm chắn của Thái Lan và sang phần sân của đối thủ. 3-5. Myanmar có được điểm số thứ tư, 4-5. Cho Thái Lan. Pha chuyền bóng sau đó tốt nhưng cú đập sau đó lại không tốt. 7-4 cho Thái Lan. Chuyền bóng sau đầu. Hai pha đập liên tiếp không phải là quá mạnh nhưng vẫn đủ nguy hiểm để có thể giúp cho Thái Lan có được điểm. 8-4. Không được, tình huống đánh hai chuyền không thành công. 9-4 cho Thái Lan. Phát bóng không qua lưới. Đổi vào điểm cho Myanmar, 5-9. Và đập rất mạnh từ sau vạch 3m. Thái Hà lại rất vừa tầm. Mười một năm. Những cú đập không tốt của Myanmar. 12-5. Một tình huống chuyền bóng sau đầu và ghi điểm ở biên 2. 13-5.
lỡ hai chạm của Myanmar. 14 năm. Cho tới lúc này tại SEA Games 32, trong ngày mai chúng ta vẫn đang tiếp tục có những thành công. Và vào lúc này Việt Nam của chúng ta đã có được 42 tấm huy chương vàng và tạm thời vươn lên đứng đầu bảng. Đó là một thành công của đoàn thể thao Việt Nam. Trong ngày mai chúng ta đang có những tấm huy chương lịch sử, chẳng hạn như là ở bộ môn golf. Ở bộ môn golf thì Lê Khánh Hưng đã giành tấm huy chương vàng lịch sử cho golf Việt Nam. Một pha bóng nhỏ rất dẻo. Vẫn cứu được. Rất cố gắng của các cầu thủ áo trắng đã đưa được sang phần sân của Thái Lan. Điểm số cho Thái Lan ở trong tình huống vừa rồi 16 năm. Bên ngoài sân, Myanmar đã khiếu nại là bóng ở trong sân. Rõ ràng bóng đã ở bên ngoài. Mười sáu năm cho Thái Lan. Bây giờ thì chúng ta mới có thể thấy Chatchuan vào sân. Cũng giống như Trần Thị Thanh Thúy của chúng ta, ở những thời điểm cuối cùng của set đấu thứ 3 thì Chatchuan được tung vào. Việc tung vào như này để làm cho những cổ động viên được nắm người và quen với cảm giác bóng. Rất cố gắng nhưng mà đã không cứu được quả bóng này. Mười bảy năm cho Thái Lan. Và tấn công ở vị trí số 3 không thành công. Tiếp tục là điểm số thứ 18 cho Thái Lan.
Trọng Tài xác định điểm số cho Thái Lan 20-5. Bóng đã đi ra ngoài. Kulanten 20-5. Hai mốt năm cho Thái Lan. Cầu lên điểm vẫn đang tiếp tục diễn ra với Thái Lan. Khoảng cách rất xa giữa bóng chuyền Thái Lan và những đội bóng như là Myanmar. Chắc chắn là chỉ làm thế nào động viên tinh thần của các nữ tuyển thủ Myanmar thi đấu cố gắng hơn, chứ còn không thể thay đổi được kết quả. Chứ đồng ý không quá mạnh như thế này. Điểm số vào lúc này đang là 21-5. Bóng bật lưới và vẫn sang phần sân của Myanmar. Hai hai năm cho Thái Lan. Pha bò nhỏ không được. Một tình huống đập sau vạch 3m và bắn vẫn lăn sang vật lưới của Myanmar. 23-5. Tiếp tục là một trận thắng dễ dàng nữa của tuyển thủ nữ Thái Lan. Hai ba năm. Xác định điểm số cho Thái Lan, match point. Chân bóng ra ngoài, vẫn chưa thể kết thúc trận đấu. 6-24. Đã có tình huống ghi điểm cuối cùng của Thái Lan ở trận đấu này. Họ đã vượt qua Myanmar với cách biệt lớn 25-6. Cách biệt này còn lớn hơn cả trong set 1 và set 2. Như vậy là Thái Lan đã dễ dàng vượt qua Myanmar với tỷ số 3-0. Điểm số lần lượt là 25-8, 25-8 và 25-6. Cách biệt rất lớn trước tuyển nữ Thái Lan với phần còn lại. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn tạm nghỉ trong phút trước khi đến với những nội dung khác ở trên sóng của chúng tôi.